đưa em đi mà cô. Ai cho em ngồi? Dạ. Ngồi đi. Cô tha cho em đi mà cô. Em làm sao, chuyện gì mà muốn cô tha, em nói đi. Cô, em chỉ mới lỡ lật bài trong giờ kiểm tra của cô thôi. Đi. Dạ. Cái chuyện này em nghĩ cô tha cho em được không? Bây giờ cô muốn em mời ba mẹ của em lên đây để ký vô bản kiểm điểm. Em làm gì đi? Em làm gì vậy? Hả? Cô mời phụ huynh em, em nhảy lầu cho cô coi. Em đứng lại, đứng yên đó, đừng có làm gì hết, đứng yên. Nè, nè, đừng manh động tí ơi, tí. Em còn nhỏ lắm, em chỉ mới là một cậu bé 13 tuổi thôi. Em biết em làm như vậy á, là rất là kinh khủng không tí. Em không nên làm như vậy. Bây giờ cô còn muốn mời phụ huynh em nữa không? Cô. Cô mèo mày tránh ra coi. Ê! Cô sẽ không mời phụ huynh em lên trường nữa. Cô hứa rồi đó nha. Anh ơi, em tới đây là để muốn nói với anh em là... Tôi không có thời gian đâu cô ơi. Có cần tiếp thị thì đi ra hàng xóm đi. Nhà người ta cũng cần bông, cần hoa dữ lắm đó cô. Không, tôi bận biểu việc nhà dữ lắm cô ơi. Hiểu nhầm ý em rồi. Thật ra em không phải là gái bán bông. Em cũng không phải là tiếp thị. Em là giáo viên dạy cu tí. Cái gì? Cô dạy thằng cu tí nhà tôi á hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy mà sao cô không nói sớm? Đích thị là em. Tôi mời cô ngồi. Dạ, em ngồi trước khi anh mời. Dạ. Tí ơi. Dạ. Tí ra ba biểu nè con. Con đang làm bánh mà. Trời ra, trời ơi, cái gì mà mặt bài lấp lem hết đi kìa. Đen đen. Cô giáo. Tiếng dằn tâm lý. Sao cô dối lừa em? Cô nói là cô không có mời phụ huynh em mà. Cô đâu có mời phụ huynh lên trường đâu, nhưng cô đích thị đến đây tìm phụ huynh. Hành tí nhà tôi nó làm cái gì vậy cô? Em nói là cô tí nó hổn. Nó hổn với cô? Dạ. Con làm cái gì mà để cô giáo nóng giận, cô giáo đích thân tới nhà mình tìm kìa. Hôm bữa cô giáo cho con bài toán, hỏi con 2 cộng 2 bằng mấy. Rồi con trả lời sao? Thì bữa hổm ra dạy con sao? Thì 2 cộng 2 bằng 4. Thì đó, con cũng trả lời thịt gì đó, xong cái cô hỏi con, vậy chứ 2 nhân 2 bằng mấy? Y chang vậy chứ có khác mẹ gì đâu. Thì đó, con cũng trả lời y chang vậy đó, cái cô giáo chửi con hổn. Ai da, sao cho đánh con? Thì ý của cha nói là 2 cộng 2 bằng 4 và 2 nhân 2 bằng 4 là kết quả nó cũng y chang như vậy. Ai kêu con đi trả lời với cô vậy chi? Biết đâu, cho trả lời sao thì con trả lời với cô y chang vậy. Nhưng mà anh ơi, thật ra cái chuyện này nó cũng không quan trọng là mấy đâu. Em nghĩ sau khi em nói cái chuyện này ra thì anh sẽ đánh với Phúc nhiều hơn. Nó còn chuyện gì nữa hả cô? Cô xin lỗi, cô không cái thể gì? Nào không nói được. Dạ, đó là bé Phúc lật tài liệu trong giờ thi rồi bị mời lên phòng hiệu trưởng. Rồi bé còn nguy khiếp ý nhảy lầu tự tử nữa đó anh. Rồi cô làm gì? Thì em phải hứa là em không mời phụ huynh lên. Nên hôm nay em muốn tới đây để mời anh và chị nhà lên trên trường để ký vô bản kiểm điểm. Chị nhà. Cha đừng có nhảy mà cha. Tí ơi, con buông cha đây, con đừng có cản cha. Tí. Dạ. Cha nói là con đừng có cản cha mà buông cha ra đi tí. Cha ra đi. Đừng có nhảy. Tại sao lại nhảy? Cô có biết là vợ tôi giao cho tôi một cái trọng trách lớn lắm không? Phải chăm sóc cho thằng cu tí này lớn khôn nên người, mà bây giờ cô làm như vậy là vợ tôi sẽ đuổi cha con tôi ra khỏi nhà. Dạ. Tôi nói là cô có hứa, cô mà không hứa là tôi nhảy tí. Cản cha lại đi con. Tôi hứa. Cản lại. Bây giờ cô hứa với tôi là cô tha thứ cho thằng tí một lần này đi. Tôi tha thứ cho tí. Không mời phụ huynh, không nói với mẹ con nữa. Không nói với mẹ nữa. Không mời phụ huynh, không nói với mẹ nữa. Rồi vậy là được rồi đó con. Yeah. Lấy gì hết coi. Trời ơi, nãy giờ mệt muốn chết vậy. Ủa, vui vậy? Dạ, xong rồi. Dạ, nhưng mà tí ơi, dạ. Cho cô nói một câu được. Sao vậy cô? Dạ, con hứa với cô là con nhớ học hành chăm chỉ nha. Cái này là để tôi dặn con nó lại nha cô. Cô đừng có lo. Sao là con muốn học hành chăm chỉ lắm. Nhưng mà không được. Sao vậy? Cái đèn học của con bị hư rồi. Cứ hễ chiều tối là con không thấy đường học bài. Ủa sao nó không mua cho nó? Thôi để vài là... bữa đó rồi cha mua lại cái khác cho con. Để cha con bán được rồi mua. Tỷ, con tin cô không? Làm gì cô? Con tin không? Dạ tin. Tin thì để cô làm cho con cái đèn nha. Ủa, cô làm cho con đèn học? Ừ. Đèn học từ ly giấy. Nguyên liệu làm đèn: một tấm giấy form, một thanh gỗ dài, một dây đèn, sơn màu và súng bắn keo. Cách làm đèn bàn như sau. Bước 1. Đầu tiên, bạn cắt thanh gỗ thành hai đoạn có độ dài là 13,5cm và 22cm. Bước 2. Cắt tấm giấy form hình tròn, đường kính là 13cm.
rồi đo diện tích một đầu thanh gỗ lên tấm tròn vừa cắt để khoét một khung chữ nhật như thế này. Bước 3, ta đo và dán hai thanh gỗ đã cắt trước đó sao cho hai thanh tạo thành một góc 70 đến 80 độ. Bước 4, cắt thêm 3 đến 4 tấm foam như thế nữa để làm dày và tạo độ chắc chắn cho đáy. Dán 3 miếng giấy foam tròn chồng lên nhau như thế này. Và dán hai thanh gỗ đứng lên trên mặt tấm foam tròn, kè mà để tạo độ chắc chắn. Anh ơi, nhà mình có cái là cái gì mà để làm chụp đèn được không anh? Cái làm chụp đèn á? Con có cái gì không? Con đưa cho cô. Con biết, có, đây là con. À, có cái ghế nè con. Mình chụp vô cái đèn là được. Con nghĩ sao vậy? Không được đâu anh. Không thể nào coi ghế. Vậy hay là con... Sao vậy cô? Thơm ngon từng giọt. Được rồi, tôi sẽ lấy cái này làm cái chụp đèn. Ủa? Tao chưa uống được miếng nào luôn á. Bước 5, để làm chiếc đèn này thì dĩ nhiên ta phải cần có một chiếc cốc giấy để làm chụp đèn rồi. Ta dùng màu phủ lên trên mặt ngoài thân cốc với một màu sắc tùy thích và đợi khô. Cắt một đường trên thân cốc để luồn dây đèn vào trong. Sau đó dùng kẹp bướm cố định lên đầu thanh gỗ. Bước 6, dùng thêm hai chiếc kẹp bướm nữa để cố định dây điện dọc theo thân gỗ. Bước 7, để chiếc đèn thêm bắt mắt và che đi phần khuyết điểm ở chân, chúng ta dùng những bông hoa xinh xắn tô điểm thêm cho chiếc đèn. Vậy là chiếc bàn học nhỏ xinh đáng yêu của chúng ta đã hoàn thành rồi. Đèn bàn nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, thích hợp cho những kiểu bàn học bé bé xinh xinh đấy. Đồ trang trí gỗ cũng là mốt cho không gian nhà hiện đại và ấm áp đấy. Chúc các bạn thành công! Trời ơi, công nhận hay thiệt á cô. Rồi công nhận cũng hay thiệt á nha. Hay quá, vậy là từ đây tới con có đèn học bài rồi. Ủa anh ơi, em nghe như có tiếng sóng chuyển trời luôn. Có gì vậy anh? Có cái gì đâu à. Không phải động đất đâu, mà là mẹ về đó. Ủa, cái gì? Mẹ? Chết cái gì? Mẹ hay mẹ là khủng long mà kinh khủng quá vậy? Bây giờ, cô ơi, bây giờ cô nghe lời tôi. Bây giờ vợ tôi về rồi. Mấy giờ đó, bây giờ cô kiếm đường, cô trốn, cô chạy giùm tôi đi. Đúng rồi. Tiến ơi, tìm đường đi, tìm đường. Mẹ mà biết cô giáo tới nhà là mẹ biết em thế nào cũng bị học dốt, mới bị cô giáo tới đây. Đây này, cô ơi, lấy cái ghế cho cô. Đây cô leo lên. Cô nhảy đi. Cô nhảy xuống đường không đi. Để mẹ em biết. Không được, chồng em chưa mua bảo hiểm cho em nên không có được lên tiền. Bây giờ con bây giờ sao? Đi theo con. Ra cửa sau, nhanh lên. Lẹ lên. Ở đây phóng xuống đi cô, tầng 2 thôi ạ. Cũng phải bằng cái thì đó, xong không trả lời xong. Đã, chưa ai không ai không ai. Đúng rồi, trong kịch bản hai. Bởi vì ai không ai không ai, bởi tôi đó là...